Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng những vấn đề lùm xùm xung quanh dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Liên quan đến việc khiếu nại của công dân về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và cả Văn phòng Chính phủ. Điều đáng nói là thành phố đã có nhiều động thái khiến khu đô thị này thay đổi so với quy hoạch ban đầu. Mặc dù đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch khu tái định cư 160 ha, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh lại giao đất cho 51 dự án để đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí với diện tích khoảng 144,6 ha. Thủ tướng có lệnh nhưng thành phố lại giao đất cho doanh nghiệp. Qua kiểm tra khu tái định cư 160 ha, Thanh tra Chính phủ nhận thấy sau khi có quyết định số 367 và văn bản 190 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố chưa chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố lập, thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung 1/5000 đối với khu tái định cư, nhưng vẫn phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 đối với 42 ha thuộc khu tái định cư là vi phạm quyết định 322 của Bộ Xây dựng. Chưa kể, tổng diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân quy hoạch, bố trí tái định cư phục vụ cho khu đô thị mới, đúng theo quy hoạch của Thủ tướng phê duyệt thuộc 5 phường là 46,1 ha, còn thiếu 113,9 ha nhưng không báo cáo Thủ tướng. Đáng nói là trong vi phạm 5 phường, ngoài ranh giới khu đô thị mới Thủ Thiêm, mặc dù đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tái định cư 160 ha, nhưng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao đất cho 51 dự án để đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng với tổng diện tích khoảng 144,6 ha. Hậu quả là không có đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Chưa kể là một số dự án sau khi kiểm tra đã phát hiện nhiều khuyết điểm vi phạm. Đó là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 trước khi giao đất, nhưng vẫn được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để các dự án đầu tư xây dựng. Thanh tra Chính phủ kết luận, những việc làm trên thể hiện công tác quản lý sử dụng đất bị buông lỏng, thiếu kiểm soát, giao đất tràn lan cho các dự án, làm phá vỡ không gian, quy mô quy hoạch, đặc biệt là không đảm bảo được quỹ nhà, đất phục vụ cho tái định cư theo chỉ đạo của Thủ tướng. Kiểm tra chi tiết một số dự án cho thấy, quá trình thực hiện thu hồi, giao đất, lựa chọn nhà đầu tư, tính tiền sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành chức năng và các nhà đầu tư đã có những khuyết điểm, vi phạm chủ yếu như giao đất cho doanh nghiệp không đúng với giấy phép kinh doanh, không đúng thẩm quyền, không có quy hoạch chi tiết 1/2000 được phê duyệt, chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn cho phép sử dụng, giao đất công không qua đấu giá. Các dự án qua kiểm tra đều có vi phạm về quy hoạch và giấy phép xây dựng như lấn sông, xây dựng công trình sai quy hoạch, vượt số tầng, tính toán tiền sử dụng đất chưa đúng với quy định. Lập đồ án quy hoạch xây dựng không đúng quy định. Ngày 28 tháng 8 năm 1995, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình gửi Bộ Xây dựng thẩm định quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến ngày 15 tháng 5 năm 1996, Bộ Xây dựng gửi lại văn bản cho Thủ tướng xét duyệt quy hoạch khu đô thị này là khoảng 759,7 ha. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 5 năm 1996, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi tờ trình đề nghị Thủ tướng phê duyệt quy hoạch xây dựng 1/5000 khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích 770 ha, nhiều hơn khoảng 10 ha so với thẩm định của Bộ Xây dựng, đồng thời bổ sung khu chuyển dân tái định cư 160 ha giáp danh phạm vi lập quy hoạch chưa có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng. Ngày 4 tháng 6 năm 1996, Thủ tướng có quyết định 367 phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích 930 ha, gồm khu đô thị mới 770 ha và khu tái định cư 160 ha. Theo Thanh tra Chính phủ, toàn bộ các văn bản như tờ trình, văn bản thẩm định của Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng và quyết định phê duyệt của Thủ tướng đều nêu không đầy đủ, cụ thể về ranh giới, vị trí quy hoạch, nhất là các hồ sơ kèm theo. Ngoài ra, bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 1/5000 khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi nhận ngày 12 tháng 6 năm 1995 có đóng dấu của các đơn vị liên quan, cho thấy phần diện tích 4,3 ha thuộc khu phố 1 phường Bình An chỉ thể hiện ở bước nghiên cứu đề xuất. Thanh tra Chính phủ cho rằng những điều này không đúng với quy định của Bộ Xây dựng về việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất từ 5 đến 10 năm với tỷ lệ 1/5000 lập vào năm 1995 đóng dấu các đơn vị liên quan nhưng không xác định phạm vi lập quy hoạch một phần khu phố 1 phường Bình An. Thanh tra Chính phủ khẳng định phần diện tích 4,3 ha không có trong danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt. Như vậy, thành phố tự bổ sung 4,3 ha và việc người dân khu vực này khiếu nại đất của họ không bị quy hoạch nhưng vẫn bị thành phố lấy là có cơ sở. Mặt khác, vào ngày 16 tháng 9 năm 1998,
Kiến trúc sư xưởng thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích mới là 748 ha, bao gồm 618 ha đất và 130 ha mặt nước sông Sài Gòn có vị trí phía bắc, tây, nam giáp sông Sài Gòn, phía đông giáp phần còn lại của phường An Khánh, quận 2. Theo thanh tra chính phủ, kiến trúc sư trưởng thành phố không có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 1/2000 bởi theo nghị định 91 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, diện tích khu đô thị mới Thủ Thiêm lại bị giảm 26,3 ha, bao gồm 3 ha mặt nước so với quyết định 367 của Thủ tướng. Việc làm này khiến danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm thay đổi về phía bắc thuộc khu phố 1, phường Bình An là 4,3 ha, vi phạm quy định tại điều 9 nghị định 91 của Chính phủ. Thưa quý vị, sau gần 30 năm quy hoạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm đến nay về cơ bản đã hình thành, gắn liền với các dự án hạ tầng khu dân cư đô thị lớn. Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng 1/5000 vào năm 1996 với tổng diện tích 930 ha, bao gồm khu đô thị mới 770 ha và khu tái định cư 160 ha. Dự án này tọa lạc bên bờ đông sông Sài Gòn, đối diện khu trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm tài chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ cao cấp, nghỉ ngơi, giải trí với nhiều công trình điểm nhấn quan trọng. Chủ trương quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm bắt đầu từ năm 1992, ngay từ lúc khu vực này còn thuộc huyện Thủ Đức cũ. Sau khi chuẩn bị hơn 3 năm, đồ án này được tập thể lãnh đạo thành phố thông qua, trong đó có Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và được sự đồng ý của Bộ Xây dựng. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định số 367 ngày 4 tháng 6 năm 1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Để đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm. 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã di rời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Thành phố cũng đã huy động lượng vốn gần 30.000 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ để chi trả bồi thường tái định cư. Mức đền bù 18,38 triệu đồng cho 1 mét vuông đất vào năm 2009 được cho là không hợp lý vì chủ đầu tư có đất đã bán lại với giá 350 triệu đồng. Từ tấm bản đồ thất lạc đến chỉ đạo của Thủ tướng, khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch từng là một bán đảo tọa lạc bên bờ đông sông Sài Gòn thuộc quận 2, đối diện trung tâm thành phố. Trong ký ức của nhiều người, Thủ Thiêm là một vùng đất thanh bình. Người dân nơi đây hiền hòa, chân chất, sống trong những căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa vườn cây xanh. Cuộc sống của họ cứ yên bình, lặng lẽ trôi qua. Thế rồi một ngày, vùng đất này được quy hoạch với kỳ vọng là trở thành trung tâm tài chính, thương mại, mang tầm cỡ quốc tế và đô thị đẹp nhất Đông Nam Á. Để có mặt bằng xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh đã mất 10 năm để giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm. Khoảng 15.000 hộ dân đã di rời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Thành phố cũng đã huy động gần 30.000 tỷ đồng để chi bồi thường, tái định cư. Tuy nhiên, nhiều khu vực dân cư cho rằng, việc quy hoạch và triển khai xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm còn nhiều khuất tất nên không chấp nhận lời di rời. Họ cho rằng đất của mình không thuộc diện tích dự án Thủ Thiêm nhưng vẫn bị thu hồi, không được bồi thường thỏa đáng. Người dân tìm mọi cách để khiếu nại tố cáo, đặc biệt là những khiếu nại đến danh quy hoạch liên quan bản đồ gốc của khu đô thị. Nhưng mọi thứ vẫn rơi vào im lặng. Cho đến một ngày đầu tháng 5 năm 2018, tại một cuộc họp báo, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nhã cho biết, bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1996 đã bị thất lạc. Lúc này, những sai phạm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm mới bắt đầu hé lộ. Sau đó khoảng một tuần, Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh mở cuộc họp tiếp xúc cử tri tại quận 2 với khoảng thời gian kéo dài liên tục hơn 7 tiếng, chủ yếu xoay quanh việc người dân chất vấn về vấn đề Thủ Thiêm như cưỡng chế thu hồi đất ngoài danh quy hoạch, giá đền bù không hợp lý. Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo giao thanh tra chính phủ làm rõ những tố cáo, khiếu nại của người dân liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm để giải quyết thỏa đáng.
lời xin lỗi đến từ phía bên kia bờ sông. Sau gần 4 tháng vào cuộc, ngày 7 tháng 9 năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận rằng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ đã có nhiều sai phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất. Điều này phá vỡ quy hoạch Thủ tướng phê duyệt, gây ra khiếu nại, tố cáo kéo dài. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, những sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 chủ yếu xoay quanh việc thu hồi đất, điều chỉnh danh quy hoạch và bố trí đất tái định cư xảy ra trong giai đoạn đầu thực hiện dự án. Kết luận thanh tra nêu rõ, khiếu nại của người dân về danh quy hoạch đối với 4,3 hectare thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2, nằm ngoài danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm là có cơ sở. Thanh tra Chính phủ kết luận rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần ra soát từng trường hợp khiếu nại cụ thể, đặc biệt là các hộ trong khu vực 4,3 hectare ngoài danh quy hoạch thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp, sớm chấm dứt khiếu nại. Ngày 21 tháng 9 năm 2018, sau gần 2 tuần có kết luận thanh tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì tổ chức buổi họp báo tại trụ sở, nhận trách nhiệm trước Chính phủ, xin lỗi người dân thành phố vì đã thực hiện không đúng quy hoạch Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết xây dựng chính sách bồi thường thỏa đáng cho người dân Thủ Thiêm cũng như xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoan đã đọc lời xin lỗi người dân Thủ Thiêm tại buổi họp báo tại trụ sở. Ngay sau cuộc họp đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã thành lập 2 tổ công tác ở cấp thành phố và chính quyền quận 2 nhằm triển khai giải quyết các khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thủ Thiêm. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cũng 3 lần tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm để đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. 3 cuộc đối thoại của người đứng đầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong lần đầu có buổi tiếp xúc với 30 hộ dân đại diện cho những người dân thuộc 4,3 hectare khu phố 1, phường Bình An được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài danh quy hoạch. Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong thay mặt chính quyền thành phố lần đầu trực tiếp gửi lời xin lỗi đến người dân Thủ Thiêm. Sau đó, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 2 buổi gặp tiếp xúc với đại diện các hộ dân khác thuộc 5 phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh, Thủ Thiêm và An Lợi Đông được xác định nằm trong danh quy hoạch. Buổi làm việc được cho là nhằm mục đích lấy ý kiến của người dân để hoàn thiện chính sách bồi thường. Tuy nhiên, các hộ dân đã yêu cầu lãnh đạo thành phố phải trả lời trực tiếp vào các nội dung khiếu kiện của họ, đồng thời đề nghị nhanh chóng xử lý hình sự các tổ chức cá nhân các thời kỳ đã gây ra những sai phạm ở Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân khẳng định không chỉ có khu đất 4,3 hectare, khu phố 1, phường Bình An, nằm ngoài danh quy hoạch, mà còn phần đất của 5 khu phố, 3 khu dân cư khác cũng trong tình trạng này. Với những chất vấn này, ông Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố sẽ ghi nhận và báo cáo những ý kiến của người dân lên Thanh tra Chính phủ và Trung ương. Trải qua nhiều thăng trầm với các đồ án quy hoạch khác nhau, đến nay, khu đô thị mới Thủ Thiêm đã phê duyệt đồ án nghiên cứu quy hoạch và xúc tiến đầu tư với tầm nhìn chiến lược trong tiến trình phát triển của thành phố trong những năm đầu của thế kỷ 21. Hiện khu đô thị mới Thủ Thiêm đã mọc lên nhiều công trình giao thông, nhà cao tầng hiện đại, quy mô, nhưng xen lẫn các quỹ đất trống vẫn còn nhiều. Khi quy hoạch, khu đô thị Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính, thương mại mang tầm cỡ quốc tế và là đô thị đẹp nhất khu vực Đông Nam Á.